Vâng, xin chào các bác nhá. Ui giời, quá nhiều bác hỏi em bếp từ của Toshiba ở đây. Hôm nay em về được một con Toshiba nhá. Đấy, đây con Toshiba này, các bác nhìn này. Trắng đẹp long lanh luôn. Đây. Con này là con Toshiba MRF20. Đây, sồi quá này. Ngon lành cành đào luôn. Con này dễ sử dụng cực kỳ các bạn. Con hàng Toshiba nó bền và nó trâu bò nhưng mà lại rất dễ sử dụng đây. Đắt này. Nó có hai chế độ đơn giản thôi. Một là các bác chọn chế độ đun thang lấc. Đấy, hai là các bác chọn chế độ đun bằng độ C. Nó chỉ có vậy thôi. Đấy, đây em sẽ quay gần cho em, điện nó sáng quá. Nhưng con này nó bóng đẹp. Đây nha. Lên 200 này, maximum 200 này. Giảm này. Đấy, min là 150 này, hủy này. Hủy ở đây nhá. Sang chế độ đun bằng thang lấc này. Đấy, tăng này, hết kịch kim này và giảm này. Ok chưa? Đấy. Cái chế độ đun bằng thang lốc này thì hẹn được giờ nhá. Đây là 1 phút này, 2 phút này. Các bác giữ nhanh thì nó sẽ chạy nhanh. Đây là giờ, bên này là tiếng nhá. Bên này là 1 giờ này, còn bên này là phút này, là tính 1 giờ và phút đấy. Hủy này. Hủy này. Đấy, hủy giờ phút này đun này. Đây, sôi ngon lành cành đào luôn các bác nhá. Hai chế độ, hàng Toshiba đẹp cực kỳ luôn. Đấy, bỏ ra một cái là nó sẽ không bếp không chạy nữa. Được chưa ạ? Bỏ ra cái là bếp không chạy. Đấy, khi dừng lại cái là bếp bắt đầu chạy, là đèn nó sẽ đứng yên. Đấy, không có xoong đèn báo nháy. Những cái con này các bác nhá. Thứ nhất là gì? Đun tiết kiệm điện. Thứ hai, đun siêu bền luôn. Và cái thứ ba là gì? An toàn cực kỳ luôn. Các bác đun ga, đun giếc nhá. Em nói thật các bác, không may chột nó cắn ống dây ga cái, hoặc là các cái đầu dây ga có biết đúng không ạ? Nó xíp bằng ốc. Nhiều khi ốc nó rỉ các bác không biết. Đấy, nó hở ga cái, chỉ cần bật lửa tóe cái là cháy ngay, đúng không ạ? Rất là nguy hiểm nhá. Thế bây giờ em, tại vì sao mà tất cả những các bác mà có tuổi ở quê, quê em vậy thôi, đại đa số em thấy toàn đun bếp từ. Đấy, bởi vì sao? Khi có hiện tượng chỉ cần gọi là hơi chập nhẹ điện một cái thôi, là gì? Cái át tô mát nó đóng lại ngay, nó sẽ ngắt cầu dao. Đấy, và lúc đấy là các bác bảo vệ được. Thứ nhất là cái tính mạng mình là quan trọng nhất, còn bếp nó thật các bác bỏ qua luôn, đúng không ạ? Nhưng mà khi đã ngắt mạch rồi thì bếp cũng được bảo vệ luôn. Bởi vì nhá, nguyên một cái bếp là nó sẽ có át riêng này, lên trên nhà lại có cái át tổng này, xong lại ra cột điện, nó lại có một át nữa. Tức là từ nguồn điện, điện lưới từ 220 từ bên ngoài cột vào nhà các bác, nó có ba cái át. Chỉ cần có động đậy một tí thôi cái bếp thôi là gì, át tự mát, một trong ba con nó sẽ nhảy. Đấy, là nó sẽ ngắt nguồn điện, là an toàn cho gia đình, an toàn cho chính mình. Đấy, như khi đun ga nha em, thật chỉ cần nó rò rỉ một tí thôi, các bác bật mà lửa lên một cái là nó bùng, nó lổ ra thì thôi tan xác. Đấy, nó lổ khí ga thôi đã thì gọi là đen hết cả mặt rồi, đúng không ạ? Nó mà lổ cả bình thì chắc cả hàng xóm cũng gọi là tung hết cả nhà luôn. Thế nên là ai đun ga thì vẫn cứ phải đun các bạn, nhưng mà tóm lại là mình đun ga thì mình sẽ cho lên một khu vực nào đó để cho nó đun riêng ra. Đấy, còn cái bếp từ này thì mình cứ để trong bếp nó an tâm. Đấy, mà rất là những cái bác có tuổi ấy thì đun những con này rất là phù hợp. Tiết kiệm điện này, bền bỉ này, an toàn này. Đấy, cái tiêu chí an toàn là cái mình quan trọng nhất. Mà Toshiba là hàng của Nhật đúng không ạ? Cái tiêu chí an toàn luôn 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 đặt lên hàng đầu. Và cái chất lượng bền bỉ của nó thì thôi, quá đẳng cấp rồi, không cần phải nói nhiều đúng không ạ? Chốt ngay cho em con này giá 780.000 các bác nhá. Bình thường như con này em đang bán của nó hơn 900. Đấy, các bác mua mới bên Nhật về nó phải tầm khoảng 1,5 triệu. Bởi vì là cái hàng điện tử mà về Việt Nam mình nó đánh thuế rất là cao. Đấy, thế nên là các bác mua những con này nó kiểu là hàng bãi nhưng mà nó còn mới. Đấy, thì giá còn rất là rẻ luôn. Nhà em đang bán con này có 780 thôi. Đấy, thế nên là bác là nhanh tay thì chốt alo ngay cho em nhá. Đun nấu ngon lành, và cái lưỡi rất là tiện này. Các bác không đun nữa nhá, rút dây cho em này. Cắt bếp đi này. Đấy, bình thường những cái bếp ở Việt Nam mình sản xuất nhá, nó là gì? Dây liền theo bếp. Đấy, dây liền theo bếp. Nhiều khi các bác cuộn 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 bếp nó vướng đúng không ạ? Như cái này nhá, này. Rút này. Bếp ra bếp, dây ra dây, cuộn gọn gàng cho em này. Đây. À. Cho vào một cái túi bóng, treo lên trên hoặc cho vào cái hộp. Gọn gàng chưa? Các bác thấy sướng không? Đấy, bếp nó Nhật nó thiết kế nó thông minh như vậy bởi vì là bên đấy diện tích nó nhỏ ấy các bác. Nó nhỏ gọn, thế nên là đất nước của họ bé, thế nên họ thiết kế những cái gì mà nó tiện lợi nhất, nó gọn gàng nhất, an toàn nhất, bền bỉ nhất. Đấy, thì chính là người Nhật đây, Toshiba. Đấy. Rồi, bác nào chốt con này alo cho em nhá. Hàng quá đẹp luôn, thực sự các bác này. Hiếm khi mới được cái con hàng nó đẹp như con này. Đẹp là hàng bãi nhưng mà đẹp như hàng mới. Đấy, mới ở đây là mới so với hàng bãi đi coi nhá, chứ không phải mới so với hàng nhập hộp. Không có nhiều bác lại về và là sao lại có một tí bụi thế này rồi một tí này thế nọ. Chắc chắn là sử dụng khó rồi, hàng bãi mà. Đấy. Rồi, bác nào chốt tiền nhanh tay alo ngay cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.